Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông Y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sâu răng không chỉ đơn thuần gây những cơn đau nhức thông thường, mà nó còn là nguy cơ hàng đầu dẫn đến mất răng vĩnh viễn nếu không điều trị kịp thời. Và ngày hôm nay, tạp chí Đông Y sẽ chia sẻ cách chữa sâu răng ngay tại nhà bằng lá trầu không. Với thành phần chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá trầu không từ lâu đã được xem là một thần dược trong điều trị sâu răng. Cách chữa sâu răng với lá trầu này được tiến hành rất đơn giản và video này sẽ giúp các bạn tìm hiểu và biết cách áp dụng sao cho đúng cách để có thể chữa bệnh sâu răng ngay tại nhà đơn giản và hiệu quả cao. Ngay bây giờ, hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào tìm hiểu nhé. Đầu tiên là một chút rượu trắng. Muối trắng hạt nhỏ. Và không thể thiếu là ba lá trầu không. Giờ chúng ta sẽ rửa sạch lá trầu không đi các bạn nhé. Sau khi rửa xong thì các bạn dùng một chiếc cối giã. Sau đó chúng ta cho lá trầu không vào và giã nát. Và đây là lá trầu không sau khi mình đã giã nát. Dùng một cái bát và mình sẽ cho lá trầu không giã nát vào. Như vậy với lưu lượng là 3 lá trầu không giã nát như thế này, giờ mình sẽ cho vào một muỗng cà phê muối trắng hạt nhỏ. Các bạn đảo đều lên nhé. Tiếp theo đối với rượu trắng thì chúng ta sẽ đổ vào sao cho rượu sấp sấp với lá trầu không là được. Các bạn khuấy đều lên nhé. Như vậy là chúng ta đã xong và đây là hỗn hợp chữa sâu răng của chúng ta. Và lưu ý là khi pha chế xong hỗn hợp thì chúng ta chưa sử dụng luôn được đâu các bạn nhé. Chúng ta sẽ để ít nhất là 10 phút, sau đó mới đem ra sử dụng. Và cách sử dụng như sau. Chúng ta sẽ dùng một chút nước muối loãng và ngậm tầm 5 phút. Sau khi ngâm xong thì giờ các bạn dùng một chiếc tăm bông và chấm vào bát hỗn hợp. Giờ thì chấm trực tiếp hỗn hợp vào vị trí bị sâu răng. Cứ 5 phút chúng ta sẽ chấm một lần và chấm trong vòng 30 phút. Sau đó các bạn xúc miệng sạch lại là xong. Với cách này để đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta sẽ áp dụng vào sáng và tối trước khi đi ngủ. Và chúng ta sẽ áp dụng hàng ngày cho tới khi khỏi sâu răng. Các bạn cũng có thể làm nhiều hỗn hợp, sau đó cho vào một chiếc lọ đậy kín để ở nơi khô thoáng và dùng dần.
Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách chữa sâu răng ngay tại nhà. Mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.